Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm chuối chiên mì đen nha các bạn. Thành phần gồm có bột mì địa cầu, bột năng, bột gạo, một ít bột nghệ. Đặc biệt là có một gói ngũ cốc dinh dưỡng vô thêm nữa. Và chuối chín nha các bạn. Và đặc biệt mới khoe các bạn, bữa nay mình mới một cái khuôn bánh nè. Cái khuôn làm để mình làm chuối chiên nè. Rồi sau đây mình thực hiện nha các bạn.